Hello các bác anh em nhá. Trước mắt các bác anh em, Thành Nguyên đang test và giới thiệu về một cặp loa đẹp xuất sắc đến từ hãng PV, có model là SV4XT. Thì đây là dòng loa chưa được tất cả các thể loại nhạc mạnh nhẹ du dương trữ tình, một dòng loa dùng 2 bát 40, từ 2 có 100, một tép kẹt, được sản xuất tại Mỹ và Mỹ. Thì với dòng loa các bác chưa được trong nhà, quán cà phê, rồi là quán hát cho dòng nghe ngoài trời vân vân thôi nhá, nghe bé nó rất chi tiết luôn, tiếng bát ấm êm mềm mại, tép đánh leng keng lời rộng và chơi nghe nhạc thì tuyệt phẩm. PV là một trong dòng loa rất nổi tiếng ở Mỹ và người Mỹ người ta rất thích dùng PV rồi nhá, đặc biệt ở Việt Nam. Nhưng bác nào đã được dùng PV là mê ngay và tốc độ cổ vũ về chất lượng của nó với mức giá đầu tư không cao nhá. Ví như cặp loa đẹp leng keng này, đẹp xuất sắc này nhá, thì cái này vài tháng nó rơi vào 33-35 triệu, nhưng ở thời điểm này thì cực hợp lý cho anh em rồi, với mức độ đầu tư là 29 triệu thôi nhá. 29 triệu chỉ hơn loa này 2 triệu thôi, đúng không? Nhưng mà cái độ mạnh, độ chi tiết, độ sắc nét thì nó quá tuyệt vời luôn. Nếu bạn đã dùng loa này thì không muốn loa nào nữa, nó được cả về nghe, về hát. Bây giờ em mời bác cùng nghe một đoạn nhạc nhé. Tiếng tép ấy có thể hơn cái TVL, lời rất rộng, phát sâu, có thể dùng phúc không được anh nhá. Bác cùng nghe. Cô loa này rất đẹp anh nhá. Cái đây loa này có điểm nhấn mắt chính là cái logo vì vậy. Thứ hai là cái dòng xanh đó, nó tạo loa cái độ kiểu như là bắt mắt hơn và tạo cái ấn tượng chúng ta khi mà nhìn đôi loa này. Đặc biệt họng kèn nó sâu nhá, nó vẻ âm rất là rộng. Hai con phía trước và được một đôi duy nhất thôi nhá, không có nhiều đâu. Đôi này rất là đẹp luôn. Kiếm được cặp loa đẹp này rất là khó. Đây sắp đến xuân về rồi, bao nhu cầu chơi ngay nhá, 29 triệu, đầu tư một ngoài tầm có đại chục luôn thì mỹ mãn rồi. Hay quá, đấy bạn nghe là sướng quá nhá, loa loa đẹp lắm, thùng gỗ bông liễu nhá, tay sách ở sau này đấy. SV4XT sản xuất tại Mỹ nhé, có xuất 350-700 nghìn 2, nó ghép cần bộ ngoài này mới nhá, hơn 20 triệu thôi, không chê điểm gì luôn. Bên em ghép nhiều, bao nhiêu nhu cầu phối ghép một nguồn riêng lẻ nhá, đôi này 29 triệu, tặng cặp dây bao ship thôi nhá, giá hợp lý anh em thôi. Bây giờ phần 2 em quay lại thất thôi nhá. Điện tử Thanh Nguyễn xin mến chào đại gia đình đam mê âm thanh và yêu ca hát, cũng như tất cả những bác là tín đồ của loa PV. Thì trong clip ngày nay, anh Nguyễn lên sóng giới thiệu đến bác về một cặp PV có thể nói là VIP Pro. Thì dòng loa PV là một dòng loa được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ. Thì ngày nay em về là một cặp loa PV có model là SB4XT được sản xuất và lắp đặt tại Mỹ. Thì dòng loa này sở hữu 2 bát cối, bát 40 từ 22 có 100 và một tép kèn từ 14 họng 51, phễu ốc dài. Do vậy cái dòng loa ấy bác chưa được đa năng đa dạng các dòng nhạc, từ nhạc mạnh nhá như là nhạc G-Mix, nhạc lon top, nhạc sàn. Ngoài ra thì bác chơi thể loại nhạc du dương trữ tình như là acoustic hay là nhạc không lời thì cực phê, bởi nó thể hiện được tất cả các loại giải của âm thanh, từ sức mạnh đến trung âm đến giải tép cao. Thì với dòng loa SB4XT này là một dòng loa nó không có nhiều tại Việt Nam nhé. Em thi thoảng về một cặp, cứ về cặp nào thì các bác chốt ngay, bởi vì loa em là rất đẹp và rất zin nhá. Thì ngày nay em lại về là một cặp nên sóng giới thiệu cụ thể chi tiết cho các bác. Nếu bác nào mà có nhu cầu ấy, thì alo cho em nhé. Thì dòng loa này có thể chơi được quán cà phê, sân vườn, gia đình, vừa hát vừa nghe thì xuất sắc. Em sẽ tiến lại gần và quay chi tiết với nhé. Với thiết kế là thùng hình thang cân, đúng không? Rất đẹp luôn. Nó thùng gỗ chắc với nhé. Và bọc lỉ bảo vệ, đỡ xước thùng, đỡ va chạm thùng. Thì dòng loa này nó rộng là 54, bác nghe rõ nhé,
rộng 54, sâu 70, cao 1m34, rộng 54, rất dễ đẻ đúng không? Sâu 70 và cao 1m34. Tại sao mà cái lò bì vây bát nó sâu? Bởi vì cái thùng của nó nhá, nó rất là sâu, cho nên cái bát ra bao giờ nó lực, nó mềm và nó uỳnh rất là sướng. Đấy. Thì dòng loa này nó hỗ trợ anh em cả cái tay kéo nhá. Đấy, nhất tay kéo này. Và bánh xe ở dưới. Cho nên khi di chuyển rất là tiện dụng. Đúng không? Và đời này nó chỉ có là ở Mỹ mà không thứ hai. Đấy nhá. Cho nên loa mà sản xuất tại Mỹ thì hay lắm. À, những bác nào mà đã nghe BV thì đúng không? Không quên được luôn. Nó có một cái hương vị, có một chất âm riêng biệt. Thì con này nó là SP4XT không nhá. Đấy, sản xuất tại Made in USA. À, công suất dao động nó là 350W, 700W và đến 1200. Đấy, 4 ohm. Có hai chế độ bánh, một là BM, hai là phun răn. BM đánh riêng bát tép, BM là riêng bát tép, còn Loman là bánh chung với nhá, hai phun răn ấy, chung cả bát cả tép. Hai dòng loa sử dụng 3 tiếng. Về củ tép nó bác nhìn đây. Một củ tép huyền thoại của JBL rồi. À của BV rồi. Nó là 22XT PV sản xuất tại Made in USA. Đấy. Và cái họng kèn của BV nhá thì nó không lạc vào đâu được bạn. Nó là cái họng kèn trẻ đôi. Có thể nó tháo rời ra một lửa được nhá. Và tại sao BV âm thanh nó phát đi xa? Bạn thấy chưa? Một cái chấp cái họng kèn nó dài như này. Đúng không? Nó dài, nó chắc chắn này thì bao giờ trường âm nó cũng rộng nhá, nó rộng rất là nhiều, giống như là phong thanh của xã ấy, đúng không? Một cái phễu dài mà cái nhựa rất chắc nhá. Và củ tép này nó rất là đẹp này, còn là tép đánh hay lắm ạ, hay dã man luôn đấy, zin tuyệt đối các bác nhá. Đây, nó cao tầm nửa mét đây. Về cái tép của nó là 22XT BV, thì cái tép BV thì nó chỉ khác nhau một ít nhựa nhá, một cái từ giống nhau. Thế về bát huyền thoại rồi đúng không? Tất cả những bác mà thích BV nhìn với ngay đó, thưa bạn là từ 22 coi 100 và xương thẳng màu sữa bạc. Con này nó gân lụa tầm dầu 3 sóng 4 sóng nhá, cho tiếng nó mềm lắm đấy, vàng đẹp nhá, vàng đẹp đấy, và gân thì còn dính này, cho nên là rất là ngon. Khi mà bạn em lấy cái cặp loa BV về chăm sóc rất tốt nhá, cẩn thận lắm, tháo ra vệ sinh các kiểu, kiểm tra đi kiểm tra lại các tất cả cái mũi hàn rồi mọi thứ, làm sao nó phải chuẩn chỉ, nó phải ngon quá nhá thì bạn em mới bán đấy. Từ 2 có 100, nó nhìn đẹp chưa ạ? Rất là khủng quá nhá, rất là khủng khiếp này đấy. Cái này thì tháo rời được quá nhá, từ to đúng không, họng lớn, tất cả đẹp long lanh cảnh đào luôn, không thể chê cái điểm gì được luôn. Đây mình nhìn này, con này nó còn cả cao su bọc từ này đấy, bát sưng thẳng. Em thích bì vây không nhá, tiếng nó hay lắm ạ, tiếng bì vây nó sướng lắm, nói chung là không chê cái điểm gì của bì vây luôn đấy. Bì vây nó thì nó hay lắm đó nhá, nó không điểm gì chê nó được, bởi vì cái tiếng mà cái mức giá đầu tư thì nó hợp lý lắm nhá, rất hợp lý luôn. Thì thực ra cặp loa BV này ở thời điểm nó em bán nó cao thì rơi tầm khoảng 33 triệu đến 35 triệu nhá, thì bây giờ chỉ còn giá hợp lý bác 29 triệu mọi nhá, em bán nhanh đấy, bán nhanh cho các bác 29 triệu. Bác nào có nhu cầu bỏ hát alo cho em, nếu cái mức giá đầu tư 29 triệu bác thì chả cái loa JBL nào mà lại nó. Kể cả bác nếu mà so cái dòng loa BV mà so cái loa Mỹ nhá, thì bác phải so cái dòng loa tầm khoảng 50-60 triệu trở ra. Đấy thì mới có thể là so được cái chất âm của BV. Mà cái dòng tầm này nhá, SP4XT. Con này thì tiếng bát đánh cực kỳ sâu mà tép đánh nó còn sắc hơn cả JBL luôn. Đúng không? Em không nói sai, bởi em bán nhiều đúng không? Đấy. Thì em về một cặp duy nhất bác nhá. Duy nhất mà đẹp kính con luôn, long lanh cảnh đào, zin tuyệt đối, hoạt động tốt, tất cả chất lượng còn rất là cao. Thì mọi thông tin mua sắm phối ghép bác nhá, về cặp loa PV này thì liên hệ với em số máy 0936 533 140. Anh Nguyễn chào các bác nhá.